Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hội nghị giao ban xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong các tháng cuối năm 2015, có nhiều ngành chủ lực dự báo tiếp tục đối mặt với khó khăn, kéo theo kim ngạch xuất khẩu sụt giảm. Trong 9 tháng qua, khi một số ngành hàng vẫn làm tốt công tác xuất khẩu như hạt điều đạt hơn 300.000 tấn, trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ, vượt con số 2 tỷ đô la Mỹ của năm 2014, cao su tăng 9,5%, nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2014 v.v. thì ngành hàng cà phê xuất khẩu lại giảm đến 30,5%, nông thủy sản giảm 9,9%, nhiên liệu khoáng sản giảm đến 45,5%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giảm sút hàng xuất khẩu. Ngoài nguồn hàng xuất khẩu dồi dào, cạnh tranh gay gắt trên thị trường, thì vấn đề tỷ giá cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xuất khẩu của Việt Nam. Dẫn chứng cho thấy, do Brazil có tỷ lệ giảm giá đến 70% nên cà phê Brazil bán ra ồ ạt với giá rẻ, khiến cà phê Việt Nam bị ảnh hưởng không bán được. Tồn kho tới 400-500.000 tấn. Hay con tôm của Indonesia cũng bán giá rẻ, ảnh hưởng nhiều đến tôm của Việt Nam. Thậm chí có ngành hàng xuất khẩu với số lượng vượt trội nhưng giá trị lại thấp hơn năm trước vì giá giảm. Thứ tư của 2015, những cái vấn đề liên quan đến các cái chính sách của quản lý nhà nước đang được tập trung vào tháo gỡ khó khăn thông qua các cái biện pháp quản lý hành chính, các chương trình về xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình về cung cấp thông tin thị trường, chương trình về thương hiệu quốc gia, rồi vân vân, rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Thì tất cả những cái chính sách này của nhà nước đều theo cái hướng để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, cắt giảm các chi phí của sản phẩm, cũng như là tăng cường nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm và của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải chủ động trong vấn đề liên kết với các cái hiệp hội, rồi VCCI, rồi các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, thậm chí Bộ Ngoại giao và thương vụ của Đại sứ quán các nước để có những cái đối sách về chiến lược cũng như chiến thuật để chuẩn bị để đối phó với tình huống này. Đứng trước những thực tế 9 tháng đầu năm và thị trường thế giới, Bộ Công Thương dự báo tình hình xuất khẩu năm 2015 đạt kim ngạch xuất khẩu từ 165 đến 166 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2014, đạt chỉ tiêu Quốc hội thông qua.